chị Hà và anh Kim quay trở lại sân khấu đi ạ. Ủa, muốn hỏi nữa không? Anh Kim muốn hỏi nữa không? Thôi hả? Thôi bây giờ tôi hỏi nhân vật luôn nè chị. Hỏi yêu đắm yêu đuối nè chị. Vâng, một bộ đôi mà có thể là Blackpink luôn à. Vâng. Mình đừng có chỉ cho nhau, hai người đứng dậy đi. Đứng luôn, tí nữa thôi, tí còn thẳng thôi. Vô. Đằng sau quay cho các bạn khán giả thấy mình. Mình đã biết yêu chưa? Đã chưa. Phải không? Rồi, Tina Thảo Ti, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có nhiều lắm, em không nổi. Và theo em, what is love? Tình yêu là gì? Mấy đứa ơi, thì ứng xử kiểu này là around vô cho người khác nha. Dạ em nghĩ tình yêu đơn giản lắm. Tình yêu là khi hai trái tim đập cùng một nhịp, với lại mọi người hiểu nhau, biết chia sẻ và yêu thương nhau ạ. Sao tự nhiên hôm nay nghiêm túc quá, tôi không quen á. Tôi không quen luôn á. Thấy đông quá sợ hả? Em mà biết sợ. Thiệt. Còn Thoại thì như thế nào nhỉ? Em thì chưa có tình yêu nào, nhưng mà theo em thì tình yêu cũng như Tina. Nhưng mà với em thì tình yêu là hai đứa là phải nhường nhịn nhau nè. Ví dụ như đứa kia chửi thì đứa kia im. Rồi tình yêu thì gọi là phải hiểu được là người yêu mình thích ăn gì, rồi là phải hiểu được là hai đứa là gọi như là muốn đi đâu chơi cùng nhau, hoặc là xem một bộ phim nào thì ví dụ như là kiểu như là mình chưa xem nhưng mà thấy là à phim này ok, đấy là hai đứa rủ nhau đi xem phim là thế được. Còn đứa này ta không thích, rồi đứa kia thì mày phải đi, là em nghĩ rằng là cũng hơi bị ấy. Nói dễ thương. Nghĩa là với phạm vi tình yêu là phải hợp cả với nhau. Phải hợp cả, hiểu ý nhau. Chứ có nhiều người á, thích khác nhau mà nhiều khi hút vào với nhau. Ok, cảm ơn hai em. Sau khi trả lời thì chị chưa hiểu tình yêu đối với các em là gì. Cho nên là không có quà nha. Hỏi người đang yêu. Hương Trang. Hương Trang. Em ơi lên đây em ơi. Ôi, sao tới người ngại đầu đấy vậy? À, sao Giang ơi, bây giờ là có một câu hỏi ứng xử mới. Hôm nay là câu hỏi ngắn gọn lắm. What is love, Giang? Thực ra thì Giang luôn luôn ở trong tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả dành cho mình. Lại hoa hậu hơn Giang. Thôi, bây giờ mình trả lời như kiểu Giang Hà với nhau đi. Thôi mình đừng có trả lời hoa hậu nữa. Tình yêu là gì? Tình yêu thì đó, em đang nói đó, Giang nghĩ rằng là bây giờ đã có rất nhiều các khái niệm của mọi người rồi, mỗi người sẽ có cho mình một định nghĩa về tình yêu. Nhưng mà Giang nghĩ rằng với những người như Giang hay chị Hà thì tình yêu tuyệt vời nhất đó chính là bất kỳ một sự kiện nào của MOI, tất cả quý vị đều đứng kín ba tầng và chờ đợi vài tiếng đồng hồ để chứng kiến mỗi một siêu phẩm ra đời, ra mắt của MOI như thế này. Đó chính là tình yêu tuyệt vời nhất quý vị dành cho chị Hồ Hà, cho MOI và cho Hương Giang. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Quá trời rồi, mà hỏi sao mà là hoa hậu đúng không? Đúng rồi chị, ứng xử quá giỏi nhưng không có quà trong câu này nha, mời về. Tại vì nó không có vô chủ đề. Không phải man on quá. Xin quà, xin quà. Xin quà. Rồi ạ, một lát nữa tặng cho mấy băng tẩy trang nha. Cảm ơn khách mời. Dạ chắc là mời chị Hà và anh Kim quay trở lại sân khấu đi ạ. Ủa, muốn hỏi nữa không? Anh Kim muốn hỏi nữa không? Thôi hả? Thôi bây giờ tôi hỏi nhân vật chính hôm nay là anh Lâm Thành Kim, mời lên đây. Thôi xong rồi. Tôi hỏi chủ tọa không? 30 cũng được luôn. Tình yêu là gì? Trả lời ngay. Tình yêu của gọi là độ trưởng thành trong thế hệ mới đó chính là yêu chính bản thân mình. Đây cũng là một thông điệp rất là hay, bởi vì không thể nào si mê một ai mà quên bản thân mình, đúng không ạ? Một tràng pháo tay cho U30 được không? Wow. Xin cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Trời, tối nay chị Hà đẹp và còn hào phóng nữa, là ai trả lời là tặng luôn hả chị? Quá dữ. Rồi vậy thì các bạn hãy giơ tay đi ạ. Còn bây giờ mình cần một bạn nam ạ. Mình muốn nghe thông điệp của một bạn nam về tình yêu là gì ạ? Sao bạn không dám giơ tay thế này? Em trả lời không? À không dám. Chị có anh nam đằng sau kìa. Như thế hả? Có anh nam đằng sau kìa chị. Đó. Ai? Sau nào? Đó. Blue lên đây. Blue trả lời lấy lọ màu pink này. Rồi.
quá trời rồi. Tráng sĩ nha mọi người. Rồi. Khỏe không ạ? Tình yêu là gì? À, đối với mình là suy nghĩ tình yêu là không có nghĩa là dành cho cha mẹ và dành cho người thân bạn bè, mà còn là tình yêu dành cho quê hương, đất nước của mọi người. Nhất là cái sự kiện mà mọi người là ở ngoài Bắc á, thì đặc biệt thì thể hiện tình yêu hương là đóng góp, kêu gọi mọi người để hỗ trợ cho người miền Bắc yêu về quê hương. Một chàng trai yêu quê hương. Đó rồi. Hôm nay toàn thấy những tình yêu to lớn không à? Chưa thấy một ai mà chia sẻ tình yêu mà dành cho đối phương của mình cũng quan trọng chứ, đúng không? Còn ai nữa không ạ? Còn ai muốn nhận quà nữa không ạ? Hay là thôi ạ? Khu vực bên này thấy ái ngại, khu vực bên này cái chơi lớn quá nè. Chị hỏi vô đây. Rồi. Em đã yêu chưa? Dạ, em mới yêu mới yêu có một người. Ồ, nếu mà mới yêu một người thì đối với em tình yêu là gì? Tình yêu đối với em như thế nào? Dạ, em thưa chị là tình yêu đối với em mà khi mà mình yêu là mình hướng về nhau và chấp nhận một khuyết điểm của nhau. Rồi hỏi luôn, mình cứ chia sẻ tận lòng. Em đã bao giờ buồn trong tình yêu chưa? Dạ, em có ạ. Rồi em có cảm thấy người ta có xứng đáng để cho mình dành tình yêu như vậy không? Đáng đo quá, yêu đập đầu vào tường rồi chị ơi. Gương mặt này là có vẻ là cho dù khóc vài lần nhưng em vẫn còn muốn tiếp tục yêu. Đúng không? Vâng ạ. Cũng không sao hết, một người muốn dành hết tất cả mọi thứ cho tình yêu thì dù tình yêu đã có như thế nào thì đến cuối cùng người đó vẫn dạy cho mình rất nhiều những bài học. Và dù đó là bài học khổ đau hay là vui vẻ gì nữa thì vẫn cứ tận hưởng tình yêu nhá. Chỉ là tận hưởng tình yêu thôi nhá. Ok, một món quà nữa nào dành cho một bé gái mới biết yêu. Hy vọng là tình yêu luôn là màu hồng đối với em nhá. Xin mời anh trả lời cho chúng tôi biết tình yêu là gì đối với riêng anh. Quá trời. Quá trời này là ngoài kịch bản. Anh là bị yếu môn này. Yếu? Tức là có trải nghiệm nhưng không có kinh nghiệm. Ừ. Cho nên là nếu mà hỏi anh tình yêu là gì thì nó hơi mong lung. Nhưng mà theo anh thì tình yêu, theo Kim, tình yêu nó bắt đầu bằng sự rung động. Khi mà hai người gặp nhau và trái tim nó đập loạn xạ và bắt đầu có những triệu chứng của nụ cười, gọi là nụ cười gì? Ngơ ngác. Ngơ ngác, nụ cười ngơ ngác. Và ánh mắt nhìn xa xăm thì chính là nó rồi. Wow. Còn giai đoạn tiếp theo như thế nào thì tùy duyên. Dạ. Hiện tại thì có những cái triệu chứng đó xuất hiện chưa? Triệu chứng đó hả? Có xuất hiện chưa? Tình yêu lớn nhất và gọi là bền vững nhất hiện tại đó chính là công chúa của Kim Rosa. À, dễ thương. Chị, bây giờ chị túm gọn lại giùm em. Hồi nãy giờ mình hỏi rất nhiều các bạn khán giả về định nghĩa tình yêu. Anh Kim cũng nói về tình yêu. Đối với riêng chị hôm nay trong cái sự kiện này, thông điệp của chúng ta sẽ là gì? Với Kim, nếu định nghĩa về tình yêu, phải hỏi biểu tượng của tình yêu. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, mình sẽ biết tình yêu là gì. Là chính là nhiều. Kim Lý và Hồ Hà, đúng không ạ? Đúng rồi! Yeah. Yeah. Vậy chị ra giữa, chị nói giùm em cái thông điệp lại nè đó. Mời chị vào giang. Hồ Thị Ngọc Hà. Việt Nam. Hà chỉ trả lời đơn giản đối với trong thời điểm hiện tại của mình thôi. Bởi vì Hà tin chắc là tình yêu ở mỗi giai đoạn nó một khác nhau, ở mỗi một độ tuổi nó một khác nhau nữa. Ví dụ như khi mà Hà ở tầm lứa tuổi 20 nha các bạn, thì Hà nghĩ rằng là tình yêu rất là ích kỷ, Hà chỉ muốn được yêu thôi. Nhưng mà khi ở lứa tuổi 30 thì Hà lại mong muốn một tình yêu hai người có thể hiểu nhau một chút, không cần đòi hỏi gì nhiều. Nhưng mà ở lứa tuổi trưởng thành hơn, và khi mình biết rằng là cho đi đó mới là tình yêu chứ không phải dành lại cho chính bản thân của mình. Nhưng mà một điều quan trọng nữa mà Hà nhận ra là khi mình càng cho đi, đó là khi mà mình nhận lại rất nhiều. Và đấy là tình yêu hiện tại của Hà. Hà càng cho đi với những người thân yêu bên mình hay là cho khán giả của mình thì Hà lại nhận lại cực kỳ nhiều những gì mà Hà không thể nào ngờ tới được. Chính vì vậy đối với Hà, rút ngắn gọn lại đó chính là tình yêu á, đừng có ích kỷ gì hết. Chúng ta hãy lan tỏa tình yêu của mình càng sâu càng xa càng tốt. Vì lúc đó là lúc mà bạn sẽ cảm thấy mình thật là vĩ đại và mình thật là hạnh phúc.
Và hy vọng là tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay cũng vậy. Sau buổi tối ngày hôm nay về, nếu được, hãy dành tình cảm, tình yêu của mình cho bất kể một người nào bên cạnh. Các bạn sẽ có được một cái cảm giác đấy, được không ạ? Yeah!